Chào tất cả các bạn. Video này mình sẽ tạo lưu lại trên YouTube cho bạn nào mà đang dùng cái đồng hồ KH965 này mà đo nhầm và lỗ hỏng ấy thì có thể tham khảo nhá. Sở dĩ mình làm cái video này ấy, bởi vì là mình là người dùng cái đồng hồ này rất nhiều luôn nha, cực kỳ nhiều luôn. Mình đang có một cái ok, cái này ngày xưa mua 140k của Westling kiện chất lượng. Giống hệt nhá mọi người nhá. Còn mấy bạn này mua thì mình không rõ nó bao nhiêu nhưng mà nó có nhiều cái kiểu lõi khác nhau. Mọi người ạ, để chúng ta xem nó có giống nhau nhé. Đây cũng ca này, cũng nó này. Thì cái đây là cái đồng hồ của một cái anh, cái gì nhỉ, cái bình nóng lạnh nhà anh hỏng nên anh đi mượn của ai đó về, thế là đo lổ đụp, thế là hỏng cả đồng hồ. Mình vừa mới sửa cho anh được cái bình nóng lạnh rồi, cái bo bình nóng lạnh rồi của Aston hay sao ấy. Bây giờ mình sẽ sửa lốt cái đồng hồ này cho người ta nhé. Đây, chúng ta sẽ xem này, bây giờ chắc cắm này nó lổ chắc kiểu gì, trong này có cái cổ chì 0,5A thì chắc nó cháy rồi các bạn ạ, không còn nữa, không còn gì nữa cả. Đây là một cái huyền thoại mà mình dùng nhiều, và các bạn xem kênh các bạn đời đầu các bạn dùng ấy, các bạn sẽ thấy ấy, là mình cái dùng đồng hồ này, và rất nhiều người là học mình là mua cái đồng hồ này. Thực tế ngày xưa đời đầu tiên mình mua ấy, là cái đồng hồ đắt nhất là cái đồng hồ này cơ. Đồng hồ này mình được người ta cho nhá, khi hỏng mình đã sửa, mình đã dùng rồi, nên cái đồng hồ này của mình nó vẫn đang bình thường ấy, nên mình cứ cất đi nha, mình cất đi để sau mình dùng có cái sức cua các bạn ạ. Mình dùng rất nhiều đồng hồ này đi làm máy móc công nghiệp, thế là cứ để trong túi ấy, thế là bao nhiêu năm nó đi nó rung rung nó toàn hỏng kim thôi, chứ nó hỏng bo mạch, hỏng tụ điện linh kiện thì mình lại xử lý được các bạn ạ. Thế là rút kinh nghiệm, đồng hồ kim này mà mình để trong túi ấy, mình hay để chiếc xe là mình sẽ để nó nằm theo đúng như này, là cái kim này nó rơi xuống lòng đất thì nó sẽ không bị hỏng. Ngày xưa mà cứ để như này mà đi ấy, trong quá trình đi hàng 50 km, 100 km ấy, nó cứ rung này, thế này là về đây là kim nó cứ văng lên, xong nó trả về nữa, chết kim, không có khả năng khắc phục nhá, lỗi phần cơ. Nên rút kinh nghiệm ấy, là các bạn nào mà đem những cái đồng hồ kim này đi, các bạn nên để kiểu như này, để trong hộp và để bên ngoài, để theo kiểu như này, nó rẻ dưới thì càng tốt các bạn ạ. Bây giờ quay trở lại tháo ra xem nó hỏng hóc thế nào để sửa cho anh nhá. Đồng hồ rất là mới luôn này, mới như là chưa dùng rất ít ấy các bạn ạ. Cái đồng hồ này trên mạng ngày xưa thì rơi vào hơn 100.000, gần 200.000 nhá, còn tùy shop bán các bạn ạ, và tùy lõi, đôi khi lõi nó khác ấy. Đó, để xem cho mọi người xem, tham khảo cái lõi này mà ngày xưa mình mua của Westling kiện chất lượng xem nó có giống nhá. Mình cảm giác cái đồng hồ này xịn hơn ấy, cầm nó nặng hơn. Như vậy là giống hệt mọi người ạ, nó giống hoàn toàn nhau nhá. Chờ, ơ đây tụ lỗ đây. Con này là săn liên quan đến đo dòng 10A này nhá. Mình chả dùng bao giờ cả. Ôi nó dưới kia. Các bạn ạ, con này là săn đấy. Con này thì nó dài hơn, thôi cứ kệ thôi, chả quan tâm. Diode các thứ này, nhưng mà con này thì mình thấy đầu tiên thì cầu chì lỗ rồi. À, cầu chì chưa lỗ này. Thế tại sao nó không đo được? Đấy, cầu chì vẫn còn ok, hay là người ta đã thay, để xem có phải người ta đã thay không. Không, cầu chì zin bản của nó ấy, F 500mA, tức là 0,52A nhé các bạn nhá. Nên khi đo nhầm nó hay bị lỗ cầu chì này, nhưng không hiểu sao cầu chì này không nổ, hay là họ đã kiếm được cái cầu chì khác và thay thì không rõ. Nó lỗ đây này. Đây mình zoom gần lên cả mà các bạn nhìn được mà mọi người nhá. Nó nổ đây này, và mình sẽ đọc cho mọi người những con điện trở này. Khi đo nhầm các thang đo nó hay bị cháy những con điện trở này này. Thì trở này sai số là 1% đấy các bạn ạ, 1% thôi chứ không phải cao đâu. Tóm lại chúng ta thay con điện trở khác vào thì nó đo nó không chuẩn xác thôi, nhưng mình đã đính chính cho mọi người rồi. Và ngày nay có đồng hồ số nên những cái đồng hồ kim này là mình sai số mình chả quan tâm, mình không cần chuẩn xác. Tất nhiên đo 220 mà nó hiển thị 201, hiển thị 200 cũng được, chả vấn đề gì các bạn ạ. Đo 5V nó này hiển thị 449 thì chả sao cả mọi người nhá. Đó, lỗ con tụ này, con tụ này chống sét, à tụ chống điện áp cao đấy các bạn ạ. Có để mình bật điện hay không, mình các bạn nhìn rất rõ này luôn, nhưng mà mình nhìn khó cực kỳ luôn, mình phải bật điện lên. Mình nhìn qua nó nổ cả phía dưới này, nổ đen ở dưới này thì có khả năng nó nổ bung ra, sau đó người ta thay đồng thay cầu chì thôi. Bởi vì bản chất ấy là khi chúng ta mua ấy, thì nó luôn có một cái cầu chì 0,5A nó nằm vị trí này này nhá, người ta lấy ra thôi. Thì nó nổ này này, nó đứt ra này á. Hay là người ta cắt ra nhỉ? Mình cũng không rõ, chắc là kiểu người ta muốn sửa mà. Thì nói qua cái đồng hồ này một chút đã nhá. Nó chạy hai loại pin, là pin hai quả pin 1,5 tức là 3V và 9V. Pin này chỉ nhằm phục vụ quá trình đo điện trở, đo chan to các thứ thôi các bạn ạ. Còn đâu đo
App đo vôn thì nó không cần pin nhá, còn đo cái này thì về mini ampere thì chắc nó chả cần đâu các bạn ạ. Tóm lại là không có pin thì chúng ta có thể đo được điện áp, đo áp AC, áp DC, rồi đo mini ampere, ampere các thứ, còn nó không đo được cái dãy này thôi nhá. Thì cái pin 3V đấy nó có tác dụng là nó sẽ đo ở cái thang đo từ thông mạch cho đến nhân 1 nhá. Nhân 1. Còn cái pin 9V này, 9V này thì là như hiện nay thì là một số loại như cái loại mình đang dùng này thì nó như thế, là 9V cộng với 3V nối tiếp nhau là phục vụ thang đo nhân 10 nha. Nên do đó mà chúng ta không có pin 9V chúng ta không đo thang đo nhân 10 đâu. Còn cái data này là liên quan chúng ta sẽ biểu tượng xung rồi này, là nó mục đích đây là cái data in này này là kiểm tra điều khiển từ xa nhá. Điều khiển từ xa tức là chúng ta bấm điều khiển từ xa ấy, thì cái con này này, đây là con mắt thu hồng ngoại, nó thu được hồng ngoại. Sau đó nó sẽ phát ra đây thì chúng ta sẽ thấy là cái đèn này nó sáng hoặc nó nhấp nháy nhá. Nó tạo nên là bộ kiểm tra IR ấy, cái sóng vuông của IR thôi. Cái con nó có thêm cái cụm đấy nữa. Ngày xưa thì không có đâu, bây giờ thì có. Con này thì không có này. Nhá, con này cổ hơn mà. Đấy, chúng ta biết cụm này rồi thì chắc nó chạy 3V thôi nhá. Là 9V mọi người biết rồi. Và cái kim đồng hồ da này nó sẽ hàn ở 2 giây và nó sẽ có, tóm lại là muốn nói nhưng mà khó nói, nhưng mà đôi khi lại không hình, mọi người không hình dung ra được. Đây nhá, đây là da cuộn dây của cái kim văng nhá. Đây là kim văng này, cái kim văng chính là 2 giây xanh đỏ này này. Thì đường đầu da của nó sẽ có 2 con diode đấu ngược nhau như này. Đó, nó đấu ngược nhau như này thì chúng ta sẽ hiểu là đêm đây này mà là dương ấy thì nó chảy xuôi này, thì như vậy là hai đầu kim này nó chỉ có cao nhất chỉ có 0,6V thôi nhá. Nhiều mạch thì nó chạy 4148, đây con này nó dùng con diode đen này. Thì nếu mà chúng ta ấy ngược lại thì nó lại chạy trên này. Ngược lại là khi nào, khi chúng ta đo điện áp DC chẳng hạn, mà chúng ta đo que đỏ, đo que đen vào dương, đo que đỏ vào âm thì nó sẽ văng ngược lại nhá. Chúng ta thấy nó sẽ có như này, này. Đây hai con diode đấy. Đây là cho mọi người biết tác dụng của các con diode và mình sẽ đọc cho mọi người các giá trị linh kiện để mọi người biết được, khi mọi người cháy ấy, thì mọi người sẽ biết được nhá. Chờ mình một chút. Nó chết nhiều lắm, mình vừa ngồi mình đo tham khảo cho chúng ta ghi trên đấy đấy và mình sẽ đọc cho mọi người lấy cái thông số nhá. Con này là con 47K thì đang đo ca tăng rồi, không lấy nữa, đây đo luôn cho mọi người. Nó chết rồi. Nó chết nhiều phết đấy các bạn ạ. Đấy nha, mình đo nhá. Nó lên tận 0,8, tức là 814 ohm rồi. Còn zin bản của nó mình đo bên này này, nó là 47K đấy. À, 47 ohm đấy. Đấy, mình đang đo được 35 ohm bởi vì là nó sai số trên trên mạch nữa mà các bạn nhé. Nữa tiếp nữa này, cái con này là 18.5 này các bạn này. Thì ok, đo được 19 là ok nhá. 18,5 đấy. Thì trên bên kia đo y thế. Cái con này là 1.82 nha, con này là 1.82 này. Đo thì nó chả thông gì nữa cả nhá. Con bên này 1.82 bên này này. Đồng hồ mình có sai số mà lên 2,5 rồi, đồng hồ mình kim có sai số mà. Tóm lại là mình đã đọc cho chúng ta vào, tí nữa mình sẽ phải tổng hợp xem con này nó chết nhiều như nào. Và chia sẻ cho mọi người cách khi nó chết thì hãy kiểm tra. Và quan trọng là khi chết thì các bạn phải đọc được chỉ số. Con này thì con 47K nhá. À, 47 ohm nhá. Vàng, tím, đen, nhũ vàng nhá. 47 ohm. Con này thì 18,5, tam sai số 1% thôi. Cái màu lâu cuối cùng là sai số 100. 200, 2K1, 34K, 44K. Thường nó chết cái cụm nhỏ nhỏ này và mấy con to này này các bạn ạ. 44K này. Con này thì 196K thì mình nghĩ là cả đời nó chả ra nó chết đâu. Con này này nhá. Tiếp theo con này là 6K4 nhá. 6K4. Con này thì 8K2, đo đang sai số so với bên kia, không rõ là nó chết không. Con này thì 40K nhá. Con này 8K, đo đang sai số. Hai con này thì là con 200 ohm nhá, như con 200 ohm ở đây này. Con này thì 1,82. Và ba con này nó giống nhau hết nhá. Ba con này này, nó có cái mã như này này. Là 7D330K. Đây là những con ZR bảo vệ quá áp nhá. 7D330K, để tí nữa mình search Google xem nó là
chịu được nát là bao nhiêu. Thì nó đánh thủng, như đánh thủng con này rồi và có người cắt ra đây này, kiểu gì có người sửa rồi mà. Còn vài con trên này nữa thì mình không quan tâm các bạn ạ, bởi vì nó ít chết, đa số nó chết cái nhánh chỗ này này, vài chết nhánh chỗ này nhá mọi người nhá, và nó lổ tụ đấy các bạn ạ. Tụ thì chứ mình vừa nói cho mọi người, nó là con tụ bảo vệ quá, chú nó cắt đi là mạch vẫn chạy, nhưng đôi khi là cắm nhầm, đo nhầm, đo chắc chắn là con này bác ấy đo vào 220 để thang đo điện trở đo vào 220, mình đang đoán như thế, thì nó lổ nhiều như này. Thì tiếp theo nó có những con diode này nha, con diode này thì nó diode sung đấy, chúng ta diode thay diode thường đôi khi là sẽ không đo được những cái, chúng ta tóm lại chúng ta thay một 4007 thì cũng được đấy, nhưng mà mình nên thay diode sung chỉ để hàng nghìn vôn đi nha mọi người nhá, con này lại to hơn bình thường, chúng ta nên thay một diode sung thì tốt hơn nha nha. Con này thì một 407 này, con này chính là cái con mình vừa nói, hai con này này nha, chết rồi, máy hết pin. Nó bị sao anh? Cái này là không có điện áp ra này, còn cái này là không có điện vào. Nắm không có điện vào đấy. Rồi, ngon được. Anh ấy sạch sẽ ở đấy nào không anh ấy? Anh xịt có máy sấy xịt rồi đấy. À, lấy cái máy xì khô ai rồi với mũi anh xịt. Rồi, ok ok. Nào anh nhé. Vâng. Mình vừa nhận hai cái máy hàn điện tử của thợ điện cơ. Chúng ta nhìn này, cái đồ cổ ngày xưa này nhá, đây là cái đồ cổ ngày xưa của mình này, vật chất cực kỳ luôn nhá, vật chất cực kỳ luôn. Chúng ta nhìn này, không rõ là con này ngày xưa nhớ là hồi đấy là sửa một cái máy hàn điện tử, máy tích ba pha, chạy ba pha 200 của Nhật của một cái công ty. Thế là sửa xong bắt đầu là đang ghim đo điện áp đầu ra thì bóp cò tích, thế là nó có cao áp, lúc đấy đây đang để thang đo DC, nó lổ cho lốp đột trong luôn cuối cùng bỏ các bạn ạ. Là đồ ngày xưa chốt chất như này nha, nên vì thế mà mình mới rút kinh nghiệm là sửa máy hàn điện tử ấy, là mình đo khi bóp cò ấy, mình đo là mình luôn cô lập cái phần tạo ra HV phần tích các bạn ạ, các bạn nhá. Đó, làm thì mới có kinh nghiệm, phải trả giá nhá. Nên những cái video mình đang chia sẻ cho mọi người là những video mình làm thực tế, và nó là những cái trải nghiệm, những cái kinh nghiệm của mình truyền đạt lại cho mọi người tham khảo. Nên nhiều ông cứ xích nó suốt ngày nói câu view câu like, chả không nói ra con hỏng là con nào. Thôi rồi mình chả nói đâu, mình cứ nói, mình cứ làm thôi. Con này 24k nhá, con này có 24k nhá. Ở đây đang bảo nói con 7 như vậy nó copy nhau nhá các bạn nhá. Đây cũng là D7330 này, thì cũng là thế nhá, nó giống hệt nhau luôn. Tóm lại là nó vẫn phát triển với nhau, vẫn là hãng một hãng hay sao ấy, nó cứ phát triển dần dần lên thôi. Chúng ta sẽ thấy nó giống nhau cực kỳ luôn. Đây diode này hơi độc lạ này, diode sung đấy các bạn ạ. Mình đang ở dataset của con 7D330 nhá. 7D330K. Thì con này điện áp đánh thủng của nó AC là 20V, còn điện áp đánh thủng DC là 26V các bạn nhá. Nhưng mình có sẵn này, có sẵn này lắp cho bạn ấy rồi. Cho cái anh này rồi nhá. Mua trên thị trường thì cũng có đầy đấy các bạn ạ, nhưng mà tóm lại là các bạn không có, các bạn có thể cắt bỏ như này cũng được này. Mọi người này. Thôi nhá, bây giờ mở ra để xem nó hỏng hóc thực tế như nào nhá. Các bạn đã biết được những thông số, đây là những view mình muốn lưu lại. Để bạn nào mà đang sử dụng cái đồng hồ này mà nổ ấy, thì nó chết con điện trở này, chết con điện trở này thì các bạn biết nhá. Nhưng vấn đề là đôi khi sửa những cái này ấy, là bắt buộc là chúng ta phải có một cái đồng hồ khác để chúng ta đo, chứ chúng ta nhìn bằng mắt thì chúng ta không biết là nó chết đâu mọi người ạ. Nên nhiều nên sửa chữa ấy, đôi khi các bạn phải có một cái thiết bị như đồng hồ điện tử này chẳng hạn này, là các bạn sẽ đo được chỉ số để các bạn thay tương đương nhá. Chứ có mỗi một con này thì chả biết được con này chết, chả biết được con này chết nhá. Nó chết nó có phọ, nó có gì đâu, nó nhìn nó đẹp thế mà, chứ nó có lỗ đâu. Như cái con này nó lỗ như này thì các bạn còn biết được các bạn ạ. Như cái con này nó chả lỗ gì cả. Mình đang tháo nó ra nhá, để xem dưới này có lỗ không, có lỗ mạch nữa không. Ấy, lỗ mạch gì kinh khủng chưa, nó mới xịn đấy, nó mới trổ cho chết nặng như thế mà. Các bạn thấy nó lỗ đứt ở đây không đấy, bây giờ làm hơi khó các bạn ạ, hơi khó đấy các bạn nhá. Xoáy này vẫn cố gắng xoáy được cái chỗ này chạm, ví dụ vị trí này là vị trí của cái gì mà xoáy mà nó không chạm vào ở đây ấy. Giờ chúng ta sẽ lấy cái vòng tròn chạm này của cái này này, nổ quá cây ghê gớm các bạn ạ. Nhìn cái chỗ dưới này này, đen xi đây này, chắc là đo vào điện áp 220 nó cắm nó nổ ghê thế nhỉ. Loa này chả biết có chết chưa, loa kêu đấy các bạn ạ. Thôi giờ mình sẽ phục hồi cho người ta nhé, bởi vì bản thân là nó hỏng rất là nặng, chứ không phải là chỉ chết một con điện trở không đâu, nó nổ kinh khủng.
thay 47, 1.82 đang thay hai con 1 ohm. Đấu nối tiếp thành con 2 ohm các bạn ạ. Chả có zin bản của nó thì chấp nhận thôi. Đó thì vẫn đo được đây nhưng nó không chuẩn xác lắm thôi các bạn nhé. Bên này cái mình nói rồi, cái đồng hồ kim này bây giờ không cần đo chuẩn xác, miễn là đo được thôi. Qua đây chúng ta sẽ thấy là khi mà chúng ta ngày xưa mình cũng vài lần cho người ta trong làng mượn đồng hồ về lổ tanh bành luôn. Bởi vì bản chất là người ta có biết cách đo đâu, người ta cứ tưởng là cứ dí vào là đo, mà không chuyển thang đo đúng thì thôi rồi, nó lổ cho thì hỏng sẽ như này đây. Hỏng quá nhiều luôn các bạn. Không phải hỏng quá nhiều mà nó lổ dã man luôn đấy. Mình đang thay hai con điện trở này, đang thay con ZNR này. Và tí nữa phải câu làm sao phải lối được cái chỗ này lại thật để mà quay nó không xảy ra lỗi các bạn ạ. Cái khó là cái chỗ đấy. Còn điện trở thì ok, nó quay nó đứt nổ đây rồi. Đó, ZNR đây các bạn ạ. Thì đo thử em đi ốt có chập không nha. Không chập, không chập. Mà mình không hiểu sao có 500mA nó nằm cho nó lổ đứt cụt được cái này như này thì hơi lạ đấy các bạn ạ. Thế nên họ lối gì đồng là sao nó nổ tiếp à. Đấy, bây giờ sẽ câu đoạn từ đây sang đây thôi. Cô thật cái dây đồng thật mảnh mảnh mai các bạn ạ. Dây đồng thiếc, bây giờ cần phải mài thật phẳng nó đi các bạn ạ. Bởi vì mình thấy là nó sẽ quay vòng 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 của đoạn này. Đó, phải bám được như thế, trông thì sẽ mất các chức năng của các ấy này mà mọi người nhá. Và cái loa đã đi rồi, mình không có loa. Ngày xưa mình đã mua một lần cái loa nhưng mua nhầm ấy. Loa gọi là loa tự kêu, cứ cấp điện áp nó kêu ấy. Ở chế độ thang đo thông mạch ấy. Cái loa đã cháy rồi, không làm gì nữa mọi người ạ. Đây này, cái loa này nó sẽ nó khác với loa ở trong bếp từ nhá. Loa trong bếp từ là loa nó bên trong có cuộn dây thôi, còn con loa này bên trong có mạch điện tử nhá, có chan to các thứ ấy, để chúng ta cấp nguồn cho nó ấy. Dương âm đúng ấy, thì nó sẽ kêu, nhưng bây giờ nó chả kêu đâu, nó đang chập rồi. Cái kêu là do cái đồng hồ này của mình kêu thôi, là cái loa trong đồng hồ mình kêu thôi đấy, nó không kêu gì nữa cả. Và những cái loa, những cái đồng hồ này của mình đã lấy hết mất loa rồi, là mình hay sửa đồng hồ cho mọi người ấy. Thế là mình cuối cùng mình cứ lôi mà mình lấy cho người ta, thế là bây giờ mình chả còn loa nữa. Đợt trước mình có mua 5 cái loa nhưng mua nhầm không đúng các bạn ạ. Nó có loa kêu đấy ở web, các web linh kiện chất lượng ấy họ có bán đấy nhá mọi người nhá. Nhưng lần này mình không có thì chấp nhận, mình cũng chả sửa thay, có loa thay cho người ta được các bạn ạ. Mình sửa cho nó đo được ok đã, còn đâu loa thì tính sau. Mấy khi ai sử dụng loa, chỉ có mình ấy dùng loa nhiều thôi các bạn ạ. Mình phải cần mài cho nó thật là phẳng, sau đó là để cho nó khi nó trượt nó không bị vập nhá mọi người nhá. Cái này này, cái này nó trượt này, thực ra nó cong hai bên cũng chả vập đâu mà, nhưng mà cần làm thế để cho nó tăng được cái độ bền. Cần thêm tí thì mình nghĩ là không sao đâu mà. Đo thang đo nào, ví dụ như ở cái thang đo này chẳng hạn, nó sẽ dính chạm đây, chạm đây, chạm đây, cái chạm nhau, cái này thì chạm đây, còn cái này thì chạm ở đây thôi nhé, ở giữa không chạm. Cho mấy dầu nhớt vào này này, tăng được cái độ bền như người ta này. Máy của mình lúc nào cho dầu nhớt luôn, mới về mình đã tháo ra mình cho. Chặt thế nhỉ, không ấn được sang à. Nổ phát đúng cái pin nên do đó không đo được cái chỗ đấy mà. Đây là cái dây pin rồi, đi vào đúng cái rắc này này, bị lổ đấy. Thế mà không biết có chết pin không. Chết pin là nặng phết đấy các bạn ạ. Nắp dương âm đúng nhá. Cảm giác cái đồng hồ này dùng rất ít, vẫn còn pin zin của nó mà. Cái này nhìn nhá, dương bên này, dương bên này. Lại nắp ngược. Đó, bây giờ xem kết quả sau một hồi mình nghịch ngợm xem là cái đồng hồ này nó có cứu lại để giả người ta không. Người ta bắt đèn không có tiếng kêu thì phải đi mua loa và thay cho người ta nữa.
nha, thang đo nhân 1. Xem nó lên được kim chưa, kiểu gì nó sẽ lên được rồi đấy nhỉ các bạn nhỉ. Đấy, bởi vì là nó nổ mất cái như thế thì làm sao mà nó lên được kim. Đó. Đấy, về không này, giả về được không nữa này. Đấy, về không đấy các bạn ạ. Giả sử đo nhá. Không có điện trở gì bây giờ nhỉ. Đây, con này là con... con này là con gì đây? 0,33. Nhỏ quá, không đo nổi. Tìm con điện trở 18 ohm để đo đi, xem nào nhá. 18 ohm thì đây là 10 ohm này. Thì đây là 20 ohm, thì 18 ohm nó khoảng đoạn giữa này. Để xem có đúng không nhá. Đó, các bạn ạ. Đo ở cái đoạn nhìn như này thì nó đang hiển thị là 15 ohm. 18 đo 15, các bạn ạ. Cái này kêu thì không kêu nữa nhá. Nó dỉ vật kim lên thôi, đo thông mạch chỉ kim kêu thôi. Đây là thang đo nhân thông mạch này, nhân 1 này, nhân 10 này, ok, nhân 100 này, cũng lên được này, nhân 1 này, 1K, nhân 10K này, 10K về 0 này, đó, ok nhá. Bây giờ kiếm con 10K đo thử thế nào. Con nào đây đo thử 10K xem nó có lên ok không nhá, chờ mình đang tìm một con điện trở. Đây, con điện trở này, con điện trở 22K đi, nhá. Con này 22K. Thì mình đang để xét phải đo là phải xét được không nhá. 22K thì đây là 20K này. Thì 22K nó lên trên một chút nhá. Ô à, nhân 10 cơ mà các bạn. Nhân 10 thì nó rơi vào tầm khoảng 2 số 2 rồi. 2 nhân 10 là 200 mà. Là 22 mà. Đây để kiếm con to hơn các bạn ạ. Chờ mình tìm nhá. Đây là con điện trở này là 470K này nhá. Thì 470 thì là thì nhân với 10 thì nó sẽ ở hiển thị là gần số 50 này nhá. Bởi vì 50 nhân với 10 là 500K mà. Đây là 400K thôi à. Thì tóm lại nó gần vị trí đấy nhá. Tất nhiên là không thể làm chuẩn xác 100% đâu. Cái đồng hồ kiểu này này. Đấy, nó gần cái đoạn đấy thật mọi người ạ. Đây, đo điện áp. Đo điện áp xoay chiều nhá, 220 nhá. Chả đo được nữa các bạn ạ. Chết cả cái đo 220 rồi. Ở đâu? À, mình đang không lắp bóng đèn thì không đo được. Chứ sửa đây ok rồi đây. Đây đấy, hiển thị ở 220 kìa mọi người nhá, cao hơn một chút chả vấn đề gì đâu, nó thiết kế nó chả bền, nó chả chuẩn như thế mà đúng luôn. 220 ở kia là đúng rồi nhá. Bây giờ đo DC. DC mình lấy đồng hồ của mình đi, mình đang chỉnh ra 12V nhá, nhạy quá, chỉnh 11V9 này đây nhá. Đo bằng cái đồng hồ điện tử này nhá. Mười một vôn chín này đo này, ô sao nó chả hiển thị được. Đấy, 12V, ok nhá. Đo cái này phải đúng nha, với đồng hồ này phải bắt buộc phải đo đúng. Đây là dương nhá, que đỏ là dương nhá. Vì đo thang đo 12 nên do đó mình phải cao hơn. Để thang đo 10 nó đo phải căng kịch kim lại. Đây, kịch kim thử cho chúng ta tham khảo này. Đấy, kịch kim luôn nhá. Thang đo nhân 50 này. Thì đây là 50 này, đây là 40 này, đây là 30 này, đây là 20 này. Đây là 10 này, 12 lên trên một chút nhá. Đấy, lên trên một chút, ok. Tóm lại là con này chết loa, chết ZR, chết hai con điện trở nhá mọi người nhá. Còn video thì mình cũng sẽ kết thúc nhá. Các bạn dùng đồng hồ kim này thì nó không có chống đo nhầm đâu, nên các bạn phải cẩn thận, không thì nó nổ đục 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 luôn.